Xin chào các bạn đến với kênh Người Việt Xưa. Trong video này, chúng tôi xin đưa đến các bạn đọc các thông tin về Những chú giải về lịch sử hình thành nền bảo hộ Pháp ở An Nam. Dưới đây là bản dịch lại từ pháp ngữ bài nốt Pua Servia a l du protectorat francais en an nằm trên tập san BAVH số tháng 7, tháng 9 năm 1928. Lê Thanh Cảnh Tham biện tòa khâm sứ trung kỳ Ông tham biện Lê Thanh Cảnh là người dịch loạt bài này từ một bản thảo chữ Hán không rõ tác giả sang chữ Pháp và đăng trên năm số tập san BAVH trong các năm 1928, 1929, 1932 và 1937. Dưới đây là bản dịch lại từ Pháp ngữ. Trương một các nhà truyền giáo Pháp đến làm CHO triều đình ANNAM hốt hoảng. Tháng 2 năm thứ 7 đời vua thiệu trị từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 14 tháng 4 trên 1847, Hai chiếc tàu Pháp ghé vào vịnh Đà Nẵng. Năm hoặc sáu giáo sĩ, tất cả đều mang thánh giá, bước ra và lên đất liền. Họ thăm dò hải cảng. Lo ngại trước vẻ khác thường của họ, các quan tỉnh Quảng Nam lập tức gửi tin cấp báo lên triều đình Huế. Nhận được tin, nhà vua sai Lý Văn Phúc tham tri bộ lễ, đến ngay Quảng Nam để hội bàn với tuần vũ Nguyễn Đình Tân và lãnh binh Nguyễn Đức Trung về những biện pháp phải thi hành trong các tình huống. Khi đến Đà Nẵng, Lý Văn Phúc thông báo cho các giáo sĩ ngày giờ ấn định cho cuộc gặp gỡ mà ông dành cho họ. Trưởng đoàn truyền giáo này, tên là Thiện Biệt Nhĩ, cùng với một đoàn tùy tùng gồm 5 người được trang bị đầy đủ vũ khí, đã mạnh dạn đến dinh của các quan và trình một bức thư ngoại giao. Lời lẽ của bức thư bị coi là xúc phạm, Lý Văn Phúc và các quan tỉnh Quảng Nam từ chối nhận. Vì sự từ chối này, trưởng nhóm người Pháp vô cùng tức giận, đã lớn tiếng và nặng lời. Ông ta đặt bức thư đó trên bàn và rời đi. Tham Chi Lý Văn Phúc và Tuần Vũ Nguyễn Đình Tân bàn bạc với nhau rất lâu, sau đó ông Phúc nói với ông Tân. Chúng ta có lỗi vì đã nhận được bức thư này. Hủy nó đi sẽ là một tội lớn, tốt hơn hết là xử sự, sự một cách trung thực. Vậy nên, chúng ta sẽ dịch bức thư và gửi lên triều đình. Người ta đồng ý theo đề nghị của Lý Văn Phúc, ông Phúc lên đường trở về Kinh Đô cùng với bức thư, theo lời ông nói, để nhận hình phạt đang chờ đợi ông nhà vua nổi cơn thịnh nộ khi đọc bức thư ngoại giao đó và phán rằng đây là một sự xúc phạm đến quốc thể của nước đại nam lập tức ra lệnh cách hết chức tước và bỏ tù lý văn phước sau khi lý văn phước rời khỏi đà nẵng người pháp càng táo bạo hơn mỗi ngày họ lên bộ và đi dạo quanh vùng ngoại ô mà không e ngại gì rất đông người an nam theo công giáo đã đến để theo dõi chuyến đi của các nhà truyền giáo với mục đích dường như là liên lạc bí mật với họ mặt khác năm chiếc thuyền đồng treo cờ hiệu An Nam nhận lệnh vào Nam đã phải dừng lại. Khi rời vịnh Đà Nẵng, theo lệnh của hai chiếc tàu Pháp đã cướp đi những cánh bùm của họ. Phó vệ úy Lê Văn Pháp, người chỉ huy đội thuyền phải đồng ý với các suất đội Nguyễn Tri, Nguyễn Quyến, Nguyễn Hy, Lê Tần thả neo và lập tức gửi tin cấp báo về triều để trình cho hoàng đế biết sự việc này. Nhà vua sai ngay hữu quân đô thống Mai Công Ngôn và tham tri bộ hộ đào chí phú đem ba vệ bộ binh Võ Lâm, Hổ Oai và Hùng Nhuệ đến Đà Nẵng. Mặt khác, các quan tỉnh Quảng Nam nhận lệnh đều phải chịu hoàn toàn dưới quyền điều khiển của tướng Mai Công Ngôn tại Đà Nẵng. Phó vệ úy Mai Điền và thành thủ úy Võ Dõng đang phục vụ ở Kinh Đô, được cử đi theo đội quân dưới quyền của Mai Công Ngôn. Các quan tỉnh Quảng Nam đóng ở Đà Nẵng tạm thời được thay thế bởi thị lang bộ lễ Nguyễn Bá Nghi giữ chức bố tránh và vệ úy Nguyễn Mậu Thành giữ chức lãnh binh. Thành thủ úy Võ Khoa và phó vệ úy Ngô Độ Tháp Tùng Nguyễn Bá Nghi vào Quảng Nam tăng cường việc phòng thủ tỉnh này. Tuân Vũ là Nguyễn Đình Tân đang chờ bãi chức, được lệnh phục vụ dưới quyền của Mai Công Ngôn để lấy công mà chuộc lỗi. Một đội thuyền thứ hai đóng tại Kinh Đô, gồm bốn chiếc thuyền đồng, dưới quyền chỉ huy của Thủy Sư Trưởng Vệ Phạm Xích và Thị lang Bộ Binh Võ Duy Ninh cũng được lệnh đến Đà Nẵng để làm việc tăng viện. Trước khi rời Kinh Đô, tướng Mai Công Ngôn và Tham Chi Đào Chí Phú đã ý kiến Hoàng đế và Ngài có lời dặn dò như sau. Nếu sau việc triển khai lực lượng này của chúng ta, người Pháp tỏ ra sợ hãi hoặc hối hận, ta không nên tiến xa hơn. Nhưng nếu chúng hung hăng, thì ta phải hành động, các lực lượng trên bộ và trên biển phối hợp với nhau toàn bộ để tiêu diệt chúng. Hiện tại, nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo phòng giữ bờ biển Đà Nẵng, không để cho. Người Pháp vào làng, nghiêm cấm người công giáo An Nam dòng ngó hoặc tìm cách thông đồng với người Pháp. Sau khi quân đội và lực lượng tàu thuyền rời Kinh Đô đến Đà Nẵng, Hoàng đế triệu kiến riêng các đại thần viện cơ mật tại cung điện. Mở đầu, nhà vua đặt câu hỏi, lý do thực sự khiến các tàu pháp đến lãnh hải an nam là gì các hành nghĩ chuyến công tác của mai công ngôn tại đà nẵng sẽ có kết quả như thế nào ngài trương đăng quế đáp mục đích chuyến thăm của họ là xin phép được tự do buôn bán với nước ta thần nghi ngờ rằng chỉ với hai chiếc tàu liệu họ có đủ táo bạo để đến đây gây sự với ta hay không chúng ta cũng có trong tay nhân vật đào trí phú một người rất thông thạo đối ngoại do đó thần có thể đảm bảo với bệ hạ rằng ông ấy sẽ dẫn dắt các cuộc đàm phán đến một kết quả tốt mà không cần phải dùng đến vũ lực. Nếu ngược lại với tất cả những dự đoán hợp lý này, là người pháp tìm cách khiêu khích chúng ta thì cái sai trái ở về phía họ. Lẽ phải thuộc về phía chúng ta, ta sẽ khiến họ trở lại lẽ phải không khó nhọc gì. Đến lượt mình, Ngài Hà Duy Phiên đứng lên nói. Tàu của pháp có lẽ ít làm người ta sợ hãi hơn tàu của ta, người đi trên tàu ta ra biển hình như hay bị say sóng vì chúng đóng thường xuyên ở trong sông nước ngọt đây là mối nguy hiểm thực sự sau đó nhà vua kết thúc cuộc họp bằng lời nói như sau có vẻ như nguyễn đình tân và những người cộng sự đã thiếu bình tĩnh trong tình huống này họ không làm chủ được chính họ một nỗi sợ hãi lớn đã lộ ra qua từng từ trong bản báo cáo của họ dù sao đi nữa sự thận trọng đòi hỏi chúng ta phải nhìn thấy trước mọi thứ chương hai triều đình huế chuẩn bị tổ chức phòng thủ sự xuất hiện bất ngờ của các tàu pháp đã gây chấn động lớn trong dân chúng hoàng đế tập trung mọi sự chú ý của mình vào nhu cầu tổ chức bảo vệ vịnh Đà Nẵng. Mai Công Ngôn được lệnh phải nghiên cứu kỹ các điểm chiến lược của bán đảo Tiên Trà để xây dựng ở đó những đồn lũy không thể bị xâm chiếm. Trang 185, khoảng tháng 4 cùng năm từ ngày 14 tháng 5 đến ngày mùng 2 tháng 6 trên 1847, bảy đồn được xây dựng trên địa phận tỉnh Quảng Nam. Việc xây dựng đồn tại mũi Tiên Trà chế ngự lối vào vịnh đã được giao cho các lãnh binh Mai Xiên và Thân Văn Tân coi sóc, Nguyễn Thước phụ trách tổng giám sát công việc của cả bảy đồn. Tất cả sĩ quan, binh lính nhận nhiệm vụ này đều được thưởng trước một tháng lương. Mặc dù đã có nhiều công trình phòng thủ, hoàng đế vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Trong những buổi tiếp kiến riêng với các đại thần của triều đình, nhà vua luôn nói với họ về những lo lắng của mình như sau: "Trước đây, việc sử dụng súng và đạn không được biết đến. Từ khi họ người Pháp, người phương Tây dùng những công cụ này cho mục đích chiến tranh, họ chưa bao giờ thua một trận nào và không có đồn lũy nào, dù vững chắc đến đâu, có thể chống lại các cuộc tấn công của họ." Hiện tại, mọi người đều đồng ý rằng súng và đại bác là thần sức mạnh. Bờ cõi của nước ta vô cùng rộng lớn. Đất liền giáp với biển lớn, qua sự hiện hữu của các cảng tự nhiên như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Giờ đã tạo thành biết bao điểm yếu. Nay trong kho của ta còn chứa một số lượng lớn đồng và gang. Trẫm muốn chế tạo 9 khẩu đại bác bằng đồng, 9 khẩu đại bác bằng gang và 3 khẩu đại bác bằng đồng có cỡ nòng rất lớn, chúng ta sẽ trang bị cho các cảng một cách thích đáng. Như vậy những khẩu đại bác này hoàn chỉnh công trình phòng thủ mặt biển mà chúng ta bắt đầu làm ở Đà Nẵng. Trước những lời đầy trí tuệ này, tất cả các đại thần của triều đình đều cúi đầu tỏ ý nhất trí và kính cẩn tuân theo. Lệnh được ra cho bộ hộ và hữu phó đô ngự sử Phạm Thế Hiển, hợp với khâm phái Nguyễn Quốc Quyền, thanh tra quân thứ Lê Đức và giám lâm Nguyễn Danh Bi, để lấy trong hầm của tử cấm thành số kim loại cần thiết cho việc đúc đại bác. Ủy ban này đã tập họp trong ngôi nhà của kho hoàng gia. Người ta đào lên được những khối đồng đỏ nặng 140.000 cân một cân bằng 624,8 g và những tấm gang nặng 177.000 cân. Trang 186 Các thành viên có mặt chịu trách nhiệm lấy đúng số lượng kim loại được cho là cần thiết để đúc những khẩu đại bác dự kiến. Số còn lại trong các hầm được cân, niêm phong theo quy định và các hầm được lấp lại cẩn thận. Các mẫu đại bác được thiết kế theo thỏa thuận chung giữa bộ công và bộ binh đã đệ trình lên hoàng đế phê duyệt. Cuối cùng người ta tiến hành công việc đúc, Việc đổ khuôn không thành công, các hoạt động thất bại thảm hại, làm lại vẫn thất bại. Người ta sử dụng hết mọi công thức và mọi quy trình có thể nghĩ ra mà vẫn không đạt được kết quả. Sau đó, các thành viên của ủy ban thống nhất là cần phải sản xuất bom thay thế những khẩu đại bác không thể chế tạo được. Và với 317.000 cân đồng có sẵn, 150 quả bom đã được làm ra và gửi đến Quảng Nam để trang bị cho các đồn mới được xây dựng. Không thể đúc được vũ khí cần thiết để phòng thủ, hoàng đế trấn an tinh thần của cả nước bằng những lời lẽ mạnh mẽ trong chỉ dụ gửi tới các quan địa phương như sau. Người Pháp không thể dung thứ được nữa. Nếu tàu của Pháp, dù là thương mại hay quân sự, trở lại vùng biển của ta thì phải xua đuổi ngay, không cho thả neo. Tỉnh Gia Định là một tỉnh quan trọng và thịnh vượng nhất của Nam Kỳ. Các cảng Cần Giờ, Phú Mỹ và Tam Kỳ là những điểm mà chúng ta phải thường xuyên cảnh giác. Quan tỉnh phải nghiên cứu các vị trí thuận lợi nhất để xây dựng thêm đồn lũy, trang bị các khẩu đại bác nòng lớn. Sau chỉ dụ này, ngài nguyễn đăng giai tổng đốc sơn hương tuyên các tỉnh sơn tây hưng yên và tuyên quang dâng lên hoàng đế lời nhận xét như sau người pháp thực sự đã dùng bùa mê họ đang cố lôi kéo thần dân của ta theo công giáo tình hình của đà nẵng trở nên tế nhị vì tâm trạng khá tồi tệ của người dân thần xin bệ hạ từ nay về sau dứt khoát cấm người an nam tiếp xúc với các nhà truyền giáo pháp các linh mục công giáo dù phạm lỗi nhỏ cũng phải bị trừng phạt với sự nghiêm khắc tối đa trang một trăm tám mươi bảy nhà vua đáp Lời nói của Khanh vô cùng sáng suốt, thậm chí rất có lý. Tuy nhiên, nếu chúng ta vẫn cấm tàu Pháp vào cảng Đà Nẵng, cuối cùng họ sẽ nói rằng ta sợ. Thế mà, ta không được để họ gán cho là yếu thế. Chấm ngạc nhiên nhận thấy rằng việc tuyên truyền tôn giáo mới này đã đạt được những tiến triển đáng kể và thần dân của chúng ta đã bị nó thu hút quá dễ dàng. Sự khôn ngoan chỉ dạy cho chúng ta chống lại sự mê muội này bằng cách cố gắng đưa các đối tượng trở lại tín ngưỡng ngàn năm của họ thông qua sự thuyết phục và dịu dàng việc sử dụng các biện pháp chấn áp cưỡng bức chỉ có thể gây ra rắc rối. Có thể nhận thấy qua những lời vừa nói, hoàng đế tỏ ra muốn đi ngược lại với các điều khoản trong chỉ dụ của ngài được trích dẫn ở trên. Đây là một tuyên bố cần thiết để xoa dịu mọi thứ. Thực vậy, việc công bố chỉ dụ, tiếp theo là những bình luận có khuynh hướng chống lại công giáo, đã gây ra sự bất bình trong những người công giáo An Nam. Người nhiệt thành nhất trong số họ tuyên bố thẳng thừng rằng, nếu người ta muốn lặp lại những cuộc tàn sát chống lại các Kitô hữu như thời Hoàng Phụ Vua Minh Mạng, người ta sẽ luôn luôn tìm thấy trong số họ những vị tử đạo dũng cảm. Lo sợ một cuộc đổ máu mà triều đình không được lợi gì, mặc dù vẫn chống lại người theo công giáo. Hoàng đế cho rằng cần thiết phải đưa ra lời cải chính cho mình, bằng cách dùng sự khiêm tốn và mềm mỏng trong cuộc tiếp kiến dành cho ngài Nguyễn Đăng Giai. Chương 3 dưới triều VUA tự đức, vào tháng 8 năm thứ 9 đời vua tự đức từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 28 tháng 9 1856, tức là 9 năm sau ngày vua thiệu trị băng hà, một chiếc tàu Pháp đến thả neo ở Vịnh Đà Nẵng, gần mũi tiên trà. Khi được hỏi về mục đích đã khiến họ quyết định đến đất nước này, các sĩ quan của tàu trả lời rằng họ có sứ mệnh trình một. Trang 188, bức thư ngoại giao, qua đó chính phủ Pháp muốn xin phép cho công dân của mình được buôn bán với nước An Nam. Sau đó chiếc tàu rong buồm chạy về phía cảng Thuận An vị quan an nam cương quyết từ chối tiếp phái viên của đoàn thủy thủ họ đành phải ném một gói giấy tờ lên bờ rồi quay trở ra biển tháng sau cũng chiếc tàu đó lại ghé vịnh đà nẵng các sĩ quan pháp thông báo với các quan rằng bức thư đã được giao xong và họ ở lại đà nẵng đợi trong một tuần tránh và phó sứ của họ sẽ đến để trao đổi với chính quyền an nam họ ngụ ý rằng nếu không đạt được một thỏa thuận tốt và hữu nghị quân pháp buộc sẽ phải quay lại cùng với quân anh họ nói thêm điều mà chỉ có thể gây buồn phiền cho cả hai bên ngay khi được báo về tối hậu thư này, hoàng đế đã giao cho bộ binh nghiên cứu vấn đề và thực hiện các hành động cần thiết. Trong thời gian này, một tin cấp báo mới từ Quảng Nam đã làm cho hoàng đế hết sức bực tức. Các đồn tiền tiêu ở vùng lân cận Đà Nẵng vừa bị phá hủy sau một trận đại bác bắn từ tàu pháp. Các quan tỉnh Quảng Nam phải chịu trách nhiệm về tình hình nghiêm trọng này. Việc cách chức họ được công bố ngay lập tức. Đào Chí, trưởng dinh võ lâm, được cử làm khâm phái với quyền hạn tùy ý đến Đà Nẵng để phụ trách phòng thủ các đồn An Hải và Điện Hải. Trần Hoàng A, trưởng dinh Long Võ, được chỉ định vào phục vụ ở Quảng Nam với tư cách là Tổng đốc. Trong tháng 9, Nguyễn Duy, quan cao cấp của triều đình cũng được cử đến Đà Nẵng để cùng với đào trí lo toan mọi biện pháp thích hợp để đảm bảo việc phòng thủ cửa biển. Cần nhắc lại là sau khi nhận được gói giấy tờ do tàu Pháp ký gửi tại Thuận An, các thành viên của Viện Cơ Mật đã xin Hoàng đế chuyển nó còn nguyên si cho quan chỉ huy cảng Đà Nẵng để trả lại tàu ấy. Vị chỉ huy này có nhiệm vụ làm cho đoàn thủy thủ người Pháp hiểu rằng chính phủ hoàng triều Trang 189 không thể nhận những thư ngoại giao được gửi đến trong những điều kiện như vậy. Sau khi bắn phá đồn lũy ở Đà Nẵng, các sĩ quan của tàu trao cho chỉ huy cảng để chuyển đến triều đình, một bức thư ngoại giao mà qua đó chính phủ Pháp muốn ký với triều đình Huế một hiệp ước hữu nghị và thương mại. Quan tỉnh Quảng Nam cho người đến trách đoàn thủy thủ Pháp là đã nổ súng mà không thực hiện trước một bước nào theo hướng ngoại giao đoàn thủy thủ thừa nhận họ đã sai và trình bày rằng họ có nhiệm vụ phải trao thư ủy nhiệm. Đối với những điều khoản của một hiệp ước sẽ ký kết sau này, Hoàng đế Pháp đã cử một phái đoàn để đến thỏa thuận chính thức với triều đình An Nam. Cuối cùng, họ hứa sẽ sửa chữa tất cả những thiệt hại đã gây ra cho các đồn lũy của An Nam sau khi hiệp ước hữu nghị và thương mại được ký. Trong khi đó, một chiếc tàu thứ hai tên là Đa Sách có thể là DASSAS đi vào vịnh Đà Nẵng và thả neo gần chiếc tàu thứ nhất. Được hỏi về mục đích chuyến đi của họ, các sĩ quan của chiếc tàu mới đến trả lời rằng họ nhận trở một phái đoàn Pháp hiện đang ở Xiêm và không bao lâu nữa sẽ đến đây. Hoàng đế nghi ngờ thiện chí của các sĩ quan này đã tăng số lượng quân An Nam để đảm bảo việc phòng thủ Đà Nẵng hiệu quả hơn. Vài ngày sau, chiếc thuyền thứ hai, chiếc đa sách, nhổ neo chạy về hướng đông đi đâu không rõ. Trong tháng 11, Tổng đốc Quảng Nam là Trần Hoàng gửi tờ tâu lên Hoàng đế như sau. Hai chiếc tàu Pháp hiện đang ở vịnh Đà Nẵng, một chiếc đang đứng yên, còn chiếc kia thường đi đi về về. Khi chúng thần hỏi, các sĩ quan luôn trả lời rằng họ đang chờ tin tức của vị trưởng phái đoàn Pháp. Trong khi chúng ta chưa biết rõ động cơ thực sự về các hành động của họ, ta nên thận trọng tăng thêm quân số đồn trú tại cảng này và phòng bị nó nghiêm cẩn hơn. Tháng riêng năm tự đức thứ 10 từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 23 tháng 2 trên 1857, quan không phái ở Đà Nẵng là đào chí gửi tờ tâu lên hoàng đế như sau. Trang 190, phái đoàn Pháp đã đến Đà Nẵng. Họ muốn ký với chúng ta một hiệp ước hữu nghị, vị trưởng đoàn tự xưng là quan nhất phẩm của Pháp và bày tỏ mong muốn được lên kinh đô để có thể bắt đầu đàm phán theo hướng này với một vị quan của triều đình có cấp bậc tương đương. Nhà vua trả lời Đào Chí rằng ông chí đã được trao toàn quyền để đưa cuộc đàm phán đi đến kết quả tốt đẹp và chấm dứt những câu chuyện này. Ngài cho rằng không cần thiết phải bổ nhiệm một vị quan mới cho nhiệm vụ này. Vài ngày sau, Đào Chí báo rằng hai con tàu Pháp đã ra khơi, chạy về hướng đông đi đâu không rõ chúng thần vui mừng xin bệ hạ cho lệnh rút quân về Huế và chỉ để lại Đà Nẵng một lực lượng tối thiểu cần thiết. Nhà vua chấp thuận lời xin, nhưng để đề phòng, ngài sai Đào Chí và Nguyễn Duy hội bàn với Tổng đốc Quảng Nam Trần Hoàng, bố tránh thân văn nhiếp và án sát Lê Văn Phổ, để nghiên cứu tại chỗ tất cả mọi biện pháp cần thực hiện nhằm đảm bảo sự bất khả xâm phạm của các đồn lũy và sự phòng thủ cửa biển. Sau khi nghiên cứu kỹ càng tại chỗ, Đào Chí, vào tháng 2, gửi tờ trình lên Hoàng đế, những điều thỉnh cầu sau đây của Ủy ban này một xin xây dựng đồn trên đỉnh núi, để chúng không bị phát hiện và không bị xâm phạm. Hai xin trang bị cho mỗi đồn 20 khẩu đại bác, cỡ nòng lớn. Ba xin đắp lũy trên bãi cát từ đồn An Hải tới mũi Tiên Trà và từ đồn Điện Hải tới mũi Thanh Khê. Bốn xin phá hủy các đồn số 1 và số 2 vì vị trí của chúng quá dễ bị bắn phá. Trong tháng 5 nhuận, không phái tôn thất cáp A người thay thế đào trí báo lên cho Hoàng đế biết một chiếc tàu Anh đến Vịnh Đà Nẵng. Trong tháng 7, các quan tỉnh báo với triều đình là có hai chiếc tàu Pháp đã cập cảng Quảng Bình Trung Kỳ và sau đó đến cảng Ba Lạt, tỉnh Thái Bình Bắc Kỳ. Tháng 7 năm sau tự đức thứ 11, từ ngày mùng 9 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 trên 1858, 12 tàu chiến Pháp tiến vào vịnh Đà Nẵng nổ súng vào đồn An Nam. Nhà vua ra lệnh cho các quan tỉnh Quảng Nam triệu hồi 2.000 quân đang nghỉ về tiếp viện cho quân tại ngũ. Vài ngày sau, đồn An Hải và Điện Hải bị quân Pháp tấn công. Lúc đó hoàng đế bổ nhiệm hữu quân đô thống trưởng phủ sự Lê Đình Lý A, được phong tước thắng công nam, vào giữ chức tổng thống quân vụ và tham chi bộ hộ Phan Khắc Thận làm tham tán, cùng 2000 quân bổ sung từ cấm binh để chống lại cuộc tấn công của quân Pháp. Tổng thống quân vụ Lê Đình Lý đóng tổng hành dinh tại làng Thị An, huyện Hòa Vang, gần Đà Nẵng. Nhưng quân Pháp vẫn tiến lên, phá hủy các rào chắn và công trình phòng thủ, họ chiếm làng Mỹ Thị mà hầu như không gặp sự kháng cự của quân An Nam. Bấy giờ, Tổng thống quân vụ Lê Đình Lý đang cầm quân chống lại cuộc tấn công của quân Pháp trong một trận đánh ác liệt trên địa phận làng Cầm Lệ. Tướng Lý bị thương nặng và quân đội An Nam bị đánh bại. Hồ Đắc Tú, chỉ huy viện binh đóng tại đồn hóa quê B, không tiến quân, hoàng đế lệnh cho tham chi lưu lượng A. Mang phù hiệu ủy quyền, đến Đà Nẵng tuyên bố cách chức Hồ Đắc Tú, ông Tú còn bị xiềng bằng dây xích. Lê Đình Lý được nghỉ để trị thương và thống chế Chu Phước Minh A tạm thay làm tổng thống quân vụ. Một thời gian sau, một chiếu lệnh của hoàng đế chỉ định. Một kinh lược sứ Nam Kỳ Nguyễn Tri Phương một giữ chức tổng thống quân vụ Quảng Nam. Hai tổng đốc Định Biên, hai tỉnh Gia Định và Biên Hòa Phạm Thế Hiển ra làm tham tán. Ba cuối cùng là Chu Phước Minh, người giữ chức tổng thống quân vụ tạm thời, đổi làm đề đốc. Trong tháng 10, các tàu chiến Pháp đã thử đi ngược dòng sông Hàn, Đào Chí và Nguyễn Duy trong các cuộc giao tranh đã gây thương vong cho đoàn thủy thủ. Các tàu này phải vội vã rời khỏi vịnh. Nhưng vài ngày sau, tám tàu chiến pháp quay trở lại vịnh và cố gắng đi vào sông hàn tổng thống quân vụ nguyễn tri phương lệnh cho đề đốc chu phước minh phan khắc thận và nguyễn duy tấn công không chậm trễ các tàu pháp bị thiệt hại khá nặng gãy cột buồm thủng nhiều chỗ bị dỉ nước vào hoàng đế ban lệnh khen thưởng cho các tướng lĩnh quân đội an nam bên cạnh đó nguyễn song thanh và phan hữu điển a chỉ huy các đội quân đóng ở những đồn khác nhau đã giành được chiến công xuất sắc trong trận giao tranh không mấy quan trọng Họ đã bắt được một chiếc thuyền, bắn chết bảy thủy thủ. Nhà vua ban tặng cho họ những phần thưởng hào phóng để thể hiện sự tán thưởng tài chỉ huy của họ. Nhưng quân Pháp tấn công dữ dội các đồn Hóa Quê và Nại Hiên, các hiệp quản Nguyễn Triển và Nguyễn Vi đã tử trận trong cuộc chiến đấu ngoan cường. Nhà vua đã truy tặng chức tước cho vong hồn của hai vị anh hùng này và ban tiền tuất cho gia đình họ. Nhưng trong các cuộc tuần tiễu hàng ngày, Chu Phúc Minh và Nguyễn Duy đã đụng độ nhỏ với quân Pháp và dễ dàng đẩy lui họ ra ngoài cửa Nại Hiên và Hóa Quê nhà vua thấy không cần thiết phải ban thưởng cho họ, vì ngài đánh giá là những thành công hàng ngày này không quan trọng và do đó không thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc chiến. Nhưng bất ngờ, một toán 700 quân Pháp xuất hiện như sao băng, lập tức đánh một trận đẫm máu, gần đồn hóa quê, với quân An Nam do Phan Khắc Thận và Nguyễn Duy chỉ huy. Ông Duy suýt bị quân Pháp bắt làm tù binh. Quân An Nam lại chịu thêm một thất bại nữa. Hoàng đế không ban hành bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với các vị chỉ huy về thất bại này vì tổn thất của cả hai bên gần như ngang nhau và một chỉ huy An Nam đã bị thương trong lúc giao tranh. Cuối cùng, Hoàng đế được tin đồn An Hải đã thất thủ. Để bảo đảm phòng thủ Đà Nẵng được tốt hơn, Nguyễn Tri Phương cho đắp một lũy đất rất dài từ làng Hải Châu đến làng Phúc Ninh Bê. Dọc theo chiều dài phía bên ngoài lũy, ông cho đào một con hào rộng, dưới đáy đóng cọc và trông gỗ, còn miệng hào được giấu dưới lớp thảm bệnh bằng che phủ đầy cỏ. Cả bẫy răng khắp nơi, quanh đồn Điện Hải, tạo thành phòng tuyến cuối cùng của quân An Nam quân Pháp chia làm ba đội hình vuông, tiến đánh đồn từ ba hướng khác nhau. Quân An Nam đột ngột tấn công quân Pháp, khiến cho họ sửng sốt và đã rơi vào ổ phục kích trên. Đồn Điện Hải được giải cứu và trận này quân An Nam chiến thắng. Để tưởng thưởng cho việc làm sáng suốt đó, nhà vua đã ban thưởng cho Nguyễn Tri Phương 100 quan tiền. Chú thích. Trong bản gốc tiếng Pháp có một số nhầm lẫn về tên nhân vật lịch sử và địa danh so với Đại Nam Thực Lục và Đại Nam Liệt Truyện. Bản dịch tiếng Việt ở đây đã sửa lại cho chính xác gồm có các tên sau đây. A tên nhân vật. Trần Hoàng, BAVH ghi là Trần Hoàng. Tôn Thất Cáp, BAVH ghi là Tôn Thất Cáp, Tôn Thất Hạp. Lê Đình Lý, BAVH ghi là Lê Đình Lý, Lê Văn Lý. Lưu Lượng, BAVH ghi là Lưu Lãng. Chu Phước Minh, BAVH ghi là Tống Phước Minh. Phan Hữu Điển, BAVH ghi là Phạm Hữu Diễn. B địa danh Hóa Quê, BAVH ghi là Hóa Quê, Hòa Quê. Phúc Ninh, BAVH ghi là Phú Ninh. Chương 4 khởi đầu chiến sự, chiếm GIA Định và Đà Nẵng. Tháng riêng năm kỷ mùi từ ngày mùng 3 tháng 2 đến ngày mùng 4 tháng 3 trên 1859 đời tự đức thứ 12, một hải đội Pháp gồm nhiều tàu chiến trở lại vịnh Đà Nẵng. Thị vệ Hồ Oai, chỉ huy đồn Hải Châu bắn vào hải đội làm chìm ba chiếc. Ngày hôm sau, Quân pháp đổ bộ ồ ạt và chiếm đồn Hải Châu cũng như hai đồn phụ cận. Chu Phúc Minh A chỉ huy một trong các đồn bị chiếm, rút quân về Lũy Phúc Ninh B để tổ chức phòng thủ tại đây. Nguyễn Duy cùng quân đóng ở gần đó đến cứu viện cho quân Tiền Phong đang kiệt sức. Nhiều phản công kiên cường, quân pháp bị đẩy lui, nhưng quân ta đã thiệt hại nặng, nhiều người chết và bị thương. Hoàng đế được cập nhật về diễn biến của các trận chiến đó đã ra lệnh rút quân về Huế không hơn không kém. Ngài không nghĩ là cần phải có những hình thức thưởng hay phạt đối với các vị chỉ huy của đồn, tổn thất của hai phe tương đương nhau. Trong khi đó, các quan tỉnh báo rằng trong vịnh tử Dữ B, thuộc địa phận Khánh Hòa Nha Trang, có 84 tàu chiến Pháp đậu lại, sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, đã nhổ neo đi về phía gia định. Mặt khác, 12 tàu chiến Pháp xuất hiện ở bờ biển gia định. Chúng bắn vào đồn Phúc Quyền, phá tan nó cũng như các đồn Phúc Mỹ, danh trang tỉnh Biên Hòa. Những chiếc tàu này đi vào cửa sông Cần Táo một cách tự do. Lần lượt các đồn tại Định B, Tam Kỳ, Bình Khánh, Phú Mỹ, Hữu Bình tỉnh Gia Định bị hủy diệt. Quân Pháp chiếm được thành Gia Định sau 4 ngày bao vây. Tổng đốc Định Biên là Võ Duy Ninh kêu gọi quân đội An Nam đóng tại các tỉnh khác thuộc Nam Kỳ tiếp cứu. Về phần mình, Hoàng đế gửi tới các văn thân và sĩ phu lời kêu gọi thống thiết, thúc giục họ gia nhập hàng ngũ anh hùng để bảo vệ đất nước. Nhưng quân đội An Nam đã hoàn toàn thất bại. Quyền Đề đốc Trần Chi, bố tránh võ thực a, lãnh binh Tôn Thất Năng, những người có trách nhiệm phòng thủ thành gia định phải vội vã rút về đồn Tây Thái B, huyện Bình Long. Đến lượt tổng đốc võ Duy Ninh rút về huyện Phúc Lộc rồi tự sát tại làng Phúc Lý. Án sát Lê Tư A, giữ các đồn tiền tiêu của gia định cũng tuẫn tiết. Tổng đốc Long tường hai tỉnh Vĩnh Long và Định Tường là Trương Văn Uyển nhanh chóng đến cứu viện, đã phải rút quân và thuyền chiến về tỉnh Vĩnh Long, từ nơi đó ông gửi một báo cáo dài lên triều đình để cập nhật tình hình Nam Kỳ cho hoàng đế. Nhưng vào thời gian đó, trước khi biết được sự tấn công của quân Pháp, nhà vua đã bổ nhiệm Thượng Thư Bộ Hộ Tôn Thất Cáp làm Thống đốc Quân vụ Nam Kỳ và Bố Tránh Quảng Ngãi Phan Tĩnh A làm tham tán ở Gia Định. Hai vị quan cấp cao này khẩn trương rời Kinh Đô cùng với lực lượng tiếp viện lớn. Dọc đường nghe tin thành Gia Định thất thủ, họ lấy thêm quân. Của các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa và Bình Thuận, mỗi tỉnh 500 quân. Lệnh cho Trương Văn Uyển, Tổng đốc Long Tường, bàn bạc với các quan tỉnh An Giang, Định Tường và Hà Tiên, tìm nhiều cách phòng thủ các nơi quan yếu. Vào tháng 2, Trương Văn Uyển được toàn quyền tuyển quân, 1.300 người ở tỉnh Vĩnh Long và 800 người ở tỉnh Định Tường. Sau đó, đạo quân của ông Uyển hợp cùng với quân của án sát Lê Đình Đức và Trần Chi tiến đánh quân Pháp. Sau một hành trình gian khổ, quân An Nam đã đến được Lũy Lão Sầm, gần chùa Mai Sơn B tỉnh Gia Định. Lập trung tâm phòng thủ ở đó, nhưng bất ngờ, quân Pháp từ hai hướng khác nhau xông vào Lũy Lão Sầm và phá tan các tiền đồn. Trương Văn Uyển bị thương nặng trong trận giao tranh, ra lệnh rút quân về Vĩnh Long. Cuộc phản công này khiến ta trả giá đắt, rất nhiều người chết và bị thương. Ông Uyển bị giáng bốn cấp lưu nhiệm, Lê Đình Đức bị cách chức. Lúc đó quân Pháp trở lại đồn Hữu Bình ở gần biển, sau khi phá hủy hoặc đốt cháy hoàn toàn các đồn, vựa lúa gạo và kho tàng của thành gia định. Điều đáng chú ý là ngoài quân chính quy do các sĩ quan An Nam chỉ huy, còn có các đội quân khác không chính quy gọi là quân dũng cảm và yêu nước đã tham gia phòng thủ gia định chẳng hạn như Trần Thiện Chính và Lê Hy, tri huyện và xuất đội hưu trí, đã tuyển mộ một đội quân hoàn toàn là những người tình nguyện. Họ kêu gọi kẻ giàu có quyên góp tiền bạc và lúa gạo để đảm bảo cung cấp cho đội quân gồm 5.800 người của họ. Hoàng đế chú ý đến sáng kiến cá nhân này, đã gửi lời khen ngợi đến các tác giả của nó, đồng thời cho họ được phục hồi cấp bậc cũ và gia nhập quân đội chính quy. Nhưng giữa lúc đó, nhà vua được báo là có 600 quân Pháp đã trở lại Đà Nẵng. Tấn công đồn Thạch Than B, phó vệ úy Phan Gia Vinh kháng cự dữ dội. Quân Pháp phải rút lui và quay sang đánh đồn Hải Châu. Nguyễn Tri Phương, Tổng thống quân vụ Quảng Nam, đã phát động một cuộc phản công chống lại những kẻ tấn công bằng các đội quân của Nguyễn Song Thanh, Đào Chí và Tôn Thất Hàn. Lần này, quân Pháp thất bại thảm hại. Hoàng đế gửi lời chúc mừng đến các sĩ quan và binh lính. Ba vị tướng An Nam vừa nêu tên, mỗi người được thăng một cấp. Đồng thời, gửi tới Nguyễn Tri Phương bản sao của một chỉ dụ như sau. Sự dũng cảm và hy sinh của quân đội ta đã được tôn vinh bằng những chiến thắng quan trọng trước quân Pháp. Cần phải tận dụng các lợi thế này để làm cho họ bất lực, nhằm mang lại hòa bình và an ninh cho đất nước và hạnh phúc lớn hơn cho các thần dân trung thành của chấm. Đây là mong muốn tha thiết nhất của chấm. Hãy tôn trọng điều này. Nhưng sau thất bại ở Đà Nẵng, quân Pháp tiến vào Nam Kỳ bằng đường biển và tấn công đồn Phú Thọ gia định mà tôn thất cáp a mới xây dựng. Phan Tĩnh bị thương nặng phải cùng quân rút vào Trung Đồn. Tôn Thất Cáp tiến quân tới phía trước quân Pháp và đánh một trận đẫm máu, hai bên đều chết rất nhiều. Quân Pháp phải quay trở ra biển, sau khi đã đốt cháy sạch các đồn của An Nam. Trong tháng 4, quân Pháp quay lại đánh đồn Điện Hải Đà Nẵng. Mấy ngày sau, 9 chiếc tàu sắt và 20 chiếc tàu gỗ đổ bộ một số lớn quân tấn công cùng lúc đồn Phúc Ninh và Thạc Sản B. Quân An Nam bất ngờ bị tấn công từ bốn phía, rối loạn và chạy vào trong các lũy cuối cùng là Nại Hiên và Liên Trì để tổ chức phòng thủ ở đó ta đã mất rất nhiều người trong trận chiến này. Nguyễn Tri Phương và tướng Phạm Thế Hiển bị giáng chức. Chương 5. Việc trả thù chống lại người công giáo ANNAM Bằng một chỉ dụ vào tháng 5, từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 trên 1859, Hoàng đế giao cho án sát Vĩnh Long Lê Đình Đức A. Thẳng tay trừng trị tất cả những người công giáo An Nam ở gia đình đã lợi dụng việc người Pháp chiếm tỉnh thành. Để thực hiện những hành vi lạm dụng gây bất lợi cho những người dân vẫn trung thành với chính giáo của quốc gia. Một số trong họ đóng vai trò là người cung cấp thông tin cho quân Pháp. Do đó, nhà vua cho rằng cần phải ban hành các hình phạt nghiêm khắc đối với họ. Người công giáo An Nam ở năm tỉnh khác của Nam Kỳ không bị ảnh hưởng, nhưng họ bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của quan chức địa phương. Đến tháng 9, một chỉ dụ khác được thông báo cho tất cả các tỉnh ở khắp Trung Kỳ, Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Theo đó, nhà vua chỉ thị cho các quan tỉnh thực hiện cuộc tổng điều tra số lượng người công giáo An Nam. Trong số đó, những người có uy thế nhất bị trục xuất khỏi địa phận làng chính quán của họ, tập trung lại thành một cộng đồng riêng biệt, đặt dưới sự giám sát của chính quyền. Hành vi sai trái dù nhỏ nhất của họ đều được báo cáo và dẫn đến những hình phạt rất nghiêm khắc. Tài sản của những người công giáo An Nam bị kết án sẽ bị sung vào công quỹ của làng. Phần thưởng bằng tiền mặt hoặc bằng chức tước trong quan trường được hứa trao cho tất cả những ai bắt giữ được các nhà truyền giáo Pháp hoạt động tích cực nhất.Chú thích trong bản gốc tiếng pháp có một số nhầm lẫn về tên nhân vật lịch sử và địa danh so với đại nam thực lục và đại nam liệt truyện bản dịch tiếng việt ở đây đã sửa lại cho chính xác gồm có các tên sau đây a tên nhân vật chu phước minh B-A-V-H ghi là tống phước minh võ thực B-A-V-H ghi là võ thức lê từ B-A-V-H ghi là lê tù phan tĩnh B-A-V-H ghi là lê tịnh phạm tịnh tôn thất cáp bavh ghi là tôn thất cáp tôn thất hạp lê đình đức bavh ghi là lê đình đức lê đình lý b địa danh phúc ninh bavh ghi là phú ninh tử dữ bavh ghi là tử dự tả định bavh ghi là nam định tây thái bavh ghi là tây tân mai sơn bavh ghi là mai Sơn. thạch than bavh ghi là thạch na Thạc sản bavh ghi là thạch giám.